hai xu này, xu này 12 xu này, một phụ kiện này. May quá, vừa đủ luôn, vừa đủ mua được cái X6. Đâu 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 Toàn đâu bắt đâu 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 Toàn bắt đầu ngon. Thiếu 6 xu nữa, mua 74. Còn dư 10 xu cho mày này. Đây. Bằng bằng mua cái tôi mở hộp phát 124 IT rồi. Im mồm. Bắn thử IT cái ảo đam quá. Hầm. Ra mới không? Đừng mở nữa. IT đây mày. Mày. Được đấy. À năm mới kia tao bỏ công việc kia tao qua đâu chơi game với nó luôn, nó nói gì tao không. Con bình này. Giải gì? Chắc là khúc khích cái giải gì. Cứ chạy hết cái vòng là có giải. Tham gia đủ là có giải huy chương mang về. Có nghĩa là bây giờ tham gia một à đủ không má, mình tính ra là mình dạy từ đầu bo tới gần gần tới cuối cái bo trong rồi đấy. Một một có nghĩa là có thể đây tham gia đủ cái giải chạy hết vòng của nó có giải, có giải hết, nó tặng một cái huân chương để lưu niệm. Em nó vào cửa hàng cái rừng đâu rồi vậy nồi bình lên 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 nhà thờ, lên nhà thờ bên này này chỗ gì cái gì quên mẹ rồi. Đây, ôi, Plaza kìa. Người đây, người có, đây. Có người gì không? Có. Bốt. Còn nhá, có xe chạy xuống rồi. Mark the location. Có đây người kia là đẹp rồi đấy. Xe mua chân à? Xe trần trường đúng không hay đấy? Kìa, nó đang xuống chỗ hồi sinh nhỉ? À, đấy. Cái đầu bạn ơi. Nghe. Sau lưng qua sau lưng này. Bên trái. Rồi nào, pin cái. Thấy. Đâu rồi? Từ từ gạt. Một tổ xanh ấy. Mark the location. Một đồ trắng rồi. Nó xuống hồi sinh á. Gạt thằng kia chưa? Mày đi đâu? Vẫn đâu ở bằng đây, ở Hoàng đây. Nóc nó. Ăn chạy thì 2 phút.